Vâng, chào mừng các bác lại quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và bên em Vũ Duy Ô Tô thì chỉ chuyên bán những cái dòng độc lạ thôi. Còn những dòng phổ thông thì thi thoảng có này em vẫn bán. Một chiếc xe vừa về cửa hàng em xong. Con này thì là một chiếc xe máy dầu rất là ngon các bác nhá. Máy dầu 7 chỗ đấy ạ. Trông thì các bác nhìn quen quen đúng không? Vâng. Đây là một mẫu xe SUV gầm cao, thương hiệu đến từ Mỹ luôn. Có logo dấu cộng các bác ạ. Vâng, nói đến đây là các bác biết đoán là xe gì rồi. Một chiếc xe Chevrolet Captiva 2010. Đây là một chiếc xe nói chung là độ mới, nó chỉ còn 80% thôi. Không 100% như xe mới ở hãng ra rồi. Còn đâu về chất xe thì cũng tương đối. Về tổng thể bên ngoài của xe thì nói chung là sơn xe đồng đều, sạch sẽ. Đấy, nội thất bên trong thì cũng tươi. Và chiếc xe thì mang biển Hải Phòng 15A62470. Em này là một chiếc xe 7 chỗ máy dầu các bác nhá. Hàng cực hiếm luôn đấy ạ. Các bác nào mà theo dõi thì các bác biết rồi. Cái dòng Captiva thì nó rất là nhiều. Nhưng mà để mà tìm được một chiếc Captiva máy dầu thì nói thật các bác là chỉ đến lên trên đầu ngón tay thôi. Con này thì được cái là máy của nó là sử dụng động cơ máy VCDI. Đấy, động cơ máy 2.0, ăn dầu rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 cây. Đi rất là kiệm dầu luôn và lành. Dòng này thì được cái là xe chạy rất là bền. Và các bác đi những cái dòng xe của Mỹ ạ, nó bốc khỏe và nó nói chung là ít lỗi, ít hỏng hoạt. Đấy. Và chiếc xe Captiva này thì bên em đang bán với cái mức giá rất là phải chăng luôn. Chỉ có hơn 200 triệu thôi các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe Captiva máy dầu rồi. 200 triệu thần tài lớn đấy các bác nhá. Vâng, biển Hải Phòng. Và xe thì có cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho các bác. Và xe thì con này được bên nhà em chưa có dọn dẹp gì đâu. Mới về cửa hàng thôi. Nên là bác nào mà yêu cái dòng xe này thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp. Hoặc là xem qua video. Và sau đó thì các bác có thể là đặt cọc xe. Em sẽ chuyển đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Máy nổ thì thầm êm như mùa xuân ở. Đấy, còn lốp thì 4 quả lốp của chiếc xe là Maxxis Bravo. Đấy, lốp HP. Dòng lốp khá là ok. Và nói chung là con này thì nói thật các bác là em mua về thì đã bị tua đồng hồ rồi. Đồng hồ chiếc xe này là bị tua rồi. Đấy. À, xe thì nếu mà tổng thể thì đếm lăn bánh ở khoảng tầm 24 vạn. Thế nhưng mà đồng hồ này hiện nay là 13 vạn. Thì cái đấy là cũng là kinh nghiệm ở bên em thôi. Xem xe nhìn như thế nào. Thế còn về chất của chiếc xe này thì khẳng định với các bác là đây là một chiếc xe ngon, cứng. Đấy, một mẫu xe bản LT, số sàn, máy dầu, đi rất là kiệm và dành cho những ai mà hay đi đường trường. Những ai mà thích một chiếc xe vừa rẻ vừa ngon vừa chạy bền lành thì đây là một mẫu xe ok. Con này thì không có trả góp nữa rồi, bây giờ chỉ có trả thẳng thôi. Còn đâu về giá thì chiếc xe này em báo rồi đấy ạ, 200 triệu thần tài lớn. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Và đăng kiểm thì con này là em sẽ đăng kiểm cho các bác là 6 tháng nhá các bác nhá. Giờ là đăng kiểm 6 tháng rồi, 2010 mà. Vâng. Và chiếc xe thì nói chung là giấy tờ chủ mã các thứ là đầy đủ, không có lỗi làm gì, bao tranh chấp cho các bác luôn. Phần logo của chiếc xe này thì là được độ lên logo vân, đúng ra là logo màu bạc. Thế nhưng mà đây là độ vân vừa đen vừa bạc. Đấy, cái này là độ logo nhá. Thế còn về phần biển số thì các bác nhìn ạ, sạch sẽ rõ ràng, không có lỗi lầm. Cản trước xe đây, đồng sơn rất là nhẹ nhàng, sạch sẽ. Đấy, toàn bộ nan hoa của nó thì ngon căng đét luôn này. Không hề có lỗi một tí nào luôn. Đấy, nan hoa đẹp căng luôn này. Đấy, sơn cản đồng sơn đều này. Đấy, các bác nhìn ạ, đồng sơn cản đằng sau đều và toàn bộ này. Đấy, con này thì lép mí đây nhá, lép mí này. Và kết hợp với đèn, thì cái này đèn pha bi cầu projector. Đấy, đèn khá là sáng, đèn pha ống đấy ạ. Xi nhan được đẩy ra ngoài này. Màu đen của xe thì hơi phủ màu đen theo đúng form xe màu đen. Thế nên là cái tông màu này rất là khỏe khoắn. Cái đèn led bên này là nó bị kém rồi. Các bác thích thì em có thể thay cho các bác. Đấy, thế còn led mí bên này thì là led sáng đều. Đấy, ánh sáng tím rất đẹp. Hệ thống đèn bi cầu bên này, đấy, không hề rạn nứt, xe đều bầu đèn rất là căng luôn này. Và có tem VETC đầy đủ các bác nhá. Kinh nghiệm của em cho thấy rằng các bác cứ mang đi xe ra đến nếu mà các bác mua xe mới ạ, các bác cứ mang cái này để nguyên cái tem này nhá, đừng xé ra. Các bác ra đến trạm thu phí ấy, các bác báo người ta là đổi chủ hay là người ta sẽ tự đổi cho mình thì không mất 120.000 tiền đổi cái này đâu. Còn đâu là các bác cứ để nguyên là được.
Nó còn đồng cản xe rất là đều đẹp. Đấy, đèn gầm này căng bóng luôn nhá. Và xe này thì nó cam kết cho bác rồi, không lỗi lầm nữa, các bác cứ yên tâm. Còn đương nhiên là không tránh khỏi những cái xì tút xì tát. Đấy, ví dụ nha, xe này đấy, tôn vỏ thì rất là dày, độ cách âm tốt. Và nói chung con này đứng đây nghe máy dầu như máy xăng các bác. Vâng, rất là êm. 4 quả lốp Bravo Maxxis. Đấy, lốp dày, lốp 235 60 RM la răng 17 nhá các bác nhá. Và con này là lốp 2012 đấy. Úi giời. Thật á. Ôi 2012 các bác ơi. 2012 mà nó dày, nói đùa các bác ấy, 2020 ạ. Vâng, 2020 nhá. 2020 lốp dày cự luôn. Đấy. Và con này thì đấy, về chất xe đấy ạ. Thế còn phanh đĩa là phanh đĩa 4 bánh. Đấy, đầy đủ bản như bản đủ. Đấy, đây là một chiếc xe bản đủ mà. Vâng, bản đủ LT. Đấy, số sàn. Đấy, và cái dòng Captiva là một cái dòng xe được rất nhiều người người ta ưa thích. Vâng, vì là chất xe nó khá là cứng và đẹp. Và điểm ưu tiên đặc biệt đó là giá nó rẻ. Với cái giá chỉ 200 thần tài lớn thì nói thật các bác là khó có đối thủ về độ chất. Đấy, đời cao 2010 luôn. Vô lăng, túi khí an toàn đầy đủ, có cả bên người lái, người phụ. Đấy, táp lô thì sạch sẽ vô đối luôn. Và nội thất bên trong xe thì con này da, ghế da này nó hơi già một chút. Thì cái này bác thích thì về bác độ lên. Nói thật các bác là chỉ mất tầm khoảng 2 triệu là cả đồng bộ ghế da rồi, rất rẻ. Các bác thích thì em làm cho bộ ghế da mới. Thế còn đây, sàn đây này. Các bác nhìn sàn này, đẹp căng luôn, vẫn còn nguyên. Con này thì được cái là chất xe thì vẫn rất là cứng nhá. Vâng, bao cam kết tranh chấp cho các bác thoải mái luôn. Keo chỉ bao zin, bao đẹp. Và xe thì không có lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ sơn sườn đẹp căng luôn này. Đấy, sơn sườn tôn vỏ đẹp căng từng cm luôn. Và cái dòng này là cái dòng xe ăn xăng rất là ăn dầu rất ít, bao xăng trọn đời. Đấy, toàn bộ kính điện lên xuống nhẹ nhàng, hoạt động hoàn toàn bình thường. Phim cách nhiệt 3M ok hết. Vâng. Và cái này là nó chống luôn cả cái tia nắng, tia tử ngoại. Đấy, sẽ hại cho da. Rồi nội thất bên trong xe thì có nói chung là cũng theo năm tháng rồi. Đấy, thế nên em mới bảo là con này nó chỉ được 80% so với xe mới thôi. Vâng. Còn lốp đằng sau đây cũng rất là dày. Đấy, 4 quả 2020 dày khự luôn. Đấy, các bác nhìn này, lốp dày khự này. Đấy, rãnh lốp rất dày nhá. Đấy, cua lốp này. Đấy, đồng đều đẹp luôn, căng luôn. Và chất xe thì nói chung là tổng thể rất là hài hòa. Các bác nhìn này, tôn sườn này. Đấy, nó không hề lượn sóng một tí nào luôn. Đồng sơn đều, căng, tôn căng. Đấy, bóng sáng đều, không hề lỗi lầm. Đấy. Hệ thống đèn hậu của xe thì các bác nhìn ạ, phân rõ đèn 4 tầng luôn nhá. Đèn phanh, đèn lùi, đèn hậu có hết rồi. Đấy. Và các bác nhìn ạ, đèn định vị ban đêm này. Đấy, rồi bầu đèn của xe thì căng, sáng và không có rạn nứt, không hề rạn nứt tí nào. Đấy. Bên này cũng thế này. Đấy, các bác nhìn ạ. À, bên này anh thấy đây. Toàn bộ xe thì nói chung là tổng thể của xe thì tương đối là ok. Đấy, cản sau đây. Đồng sơn đẹp đều. Đấy, có cả miếng lùi cho các bác nhá. Và xe đây, mở cốp này nhẹ nhàng. Đấy, các bác nhìn này, nội thất bên trong xe đây. Đấy, theo năm tháng thời gian nên cái này là đồ zin của nó nên nó thế. Vâng, chứ nhiều bác cứ bảo là sao nó trông xấu, đấy là đồ zin. Chứ còn cái đồ hàng của nó mà hàng mới thì nó đã trông nó đã đẹp, nhưng đây đồ zin nguyên bản. Đấy. Cốp mở rất là nhẹ nhàng, đóng cửa chắc chắn rồi. Và tôn vỏ đấy, các bác nhìn tôn sườn đều này. Đấy, độ bóng đều căng luôn. Bên em thì nói chung là xe này thì bên em mua nó giá nó cũng hơi cao vì đây là một chiếc xe máy dầu. Bác chủ bác ấy cũng biết là người chơi, thế này là thành ra là cái độ hiếm của xe nó cũng đi kèm với giá tiền. Thế nhưng mà em mua với cái giá nó cũng nhỉnh nhỉnh rồi. Thế nên là em bán cho các bác với cái giá chỉ có 200 triệu thần tài lớn thôi. Một cái mức giá rất là mềm. Đấy. Rất là mềm cho các bác nhá. Và tất cả các chức năng của xe thì hoạt động bình thường. Đấy, máy dầu nổ thì êm roạt luôn. Và thực sự là kể cả em đứng đây cũng không nghe tiếng máy dầu nữa. À đây, cho các bác xem gầm. Đấy, quan trọng nhất là phần gầm. Gầm này, gầm của nó sáng choang này luôn. Đấy, các bác nhìn gầm nhá. Vâng. Gầm xe cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, chỉ keo bao nét căng luôn. Bao nét lẹt luôn, sắc nét luôn. Đấy, tappy đẹp căng này.
Đấy, kính điện lên xuống cực kỳ nhanh chóng luôn nhá. Con này sử dụng ít nên là kính điện nó lên rất là nhanh. Nó không như những chiếc xe sử dụng nhiều. Đó là một cái kinh nghiệm để xem xe các bạn. Các bác lên xuống kính là biết ngay là kính người ta lên xuống nhanh. Thì nghĩa là hoạt động trơn tru ấy ạ. Thì là cũng là một chiếc xe người ta đi ít. Nhưng mà nếu mà một chiếc xe mà mình lên xuống kính nó chậm mà nó hay bị rắt ấy, nghĩa là người ta sử dụng nó quá nhiều rồi. Đấy, lốp dép thì dày cả dàn nữa các bác nhá. Vâng, và kính là kính bao zin này, zin nguyên này. Em này thì đăng kiểm là đến tháng 11 năm 2023 cơ. Còn cực kỳ dài luôn các bác nhá. Vâng, 1 năm nữa cơ. Thoải mái các bác đi. Vâng, tháng 11 năm 2023. Còn rất là dài. Năm nay thì 2023 rồi, nhưng mà bây giờ mới là tháng 1 các bác. Vâng, còn đây là tháng 11 cơ. Đấy, tháng 11 năm 2023. Và xe thì em này là sử dụng động cơ máy dầu VCDI. Đấy, động cơ máy VCDI 16 van. Máy dầu 4 máy. Đấy, máy rất là khỏe, có turbo đầy đủ, khô ráo sạch sẽ và xe thì không có lỗi lầm. Bác nào mà yêu thích chiếc xe này á thì các bác cứ qua trực tiếp cửa hàng xem xe. Con này thì máy đã được làm rồi nhá. Máy đã được làm rồi chứ không phải là máy gì đâu. Máy được làm rồi nên là chất máy thì khá là ok cho các bác. Đấy, các bác về là yên tâm chỉ có việc đi thôi, không phải làm một cái gì cả. Đấy, xe rất là cứng cáp luôn. Đấy, chỉ keo thì bao zin nhá, xe là không có đâm đụng đâu. Vâng, không hề đâm đụng một tí nào. Dòng này thì máy rất là khỏe, hơi khỏe, xe căng và không hề lỗi lầm. Đấy, là bác nào mà yêu thích thì các bác cứ qua xem xe trực tiếp. Đấy, còn về độ bẻ lái bẻ cua thì con này là vô đối luôn, nó không phải là thánh lật như ông Toyota Fortuner đâu các bạn. Và cái này thì đầu của nó là nguyên bản luôn, đầu zin luôn nhá, đầu zin nguyên bản này, điều hòa cơ, và nói chung là khá là chắc đấy. Còn phần đây màn hình cam hành trình đầy đủ luôn. Đấy, và em sẽ đợi con này được cái là chạy rất là chắc xe. Đấy, và nó cái khả năng vọt của nó rất tốt vì cái hơi ga nó khỏe. Đấy, không hề bị lỗi tí nào. Thì nó còn khỏe quá, nhà cũng phát hái. Vâng. Nói chung là với cái tầm tiền các bác bỏ ra 200 thần tài lớn thì em khẳng định các bác này đây là một mẫu xe khá là ngon cho các bác luôn. Chạy ngon lành bền, mà dòng này thì nói chung là giá nó rẻ. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ, âm thanh đầy đủ, sống động luôn nhá. Có cổng USB cho các bác luôn. Đấy, còn nội thất đằng sau này, rộng rãi tiện lợi cho hàng ghế sau. Trần này, đấy các bác nhìn nhá. Vâng. Còn nói chung là xe thì ngon rồi. Còn đâu bác nào yêu thì đến cửa hàng em sớm nhá. Cảm ơn các bác, và nếu bác nào ở tỉnh xa chỉ cần cọc thôi, em phi xe ăn tận nhà. Cảm ơn các bác, xin chào. Đồng hồ này thì chắc chắn là tua rồi. Vâng, nhưng mà đấy thì em có sao bác vậy. Vâng, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.